Tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp dương lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 âm lịch, tức ngày kỷ tỵ, tháng ất hợi, năm giáp thìn, đến 30 tháng 10 năm 2024 âm lịch, tức ngày mậu tuất, tháng ất hợi, năm giáp thìn. Hé lộ vận công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe tháng mới này của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày .vn một tuổi tý tháng 11 năm 2024 tử vi tháng 11 năm 2024 đông phương của 12 con giáp thấy đây có thể là khoảng thời gian không mấy tốt lành đối với người tuổi tý Song nếu nhìn nhận một cách khách quan thì đa phần rắc rối cũng là do chính bạn gây nên vì vậy thay vì than thân trách phận thì bạn nên chủ động sửa mình sự nghiệp trên phương diện sự nghiệp dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm thai bản mệnh ham vui thích quan tâm đến chuyện bao đồng nên thường tỏ ra lơ là trong công việc gây nên những sai sót không đáng có thêm vào đó bạn còn ngây thơ dễ tin người nên cũng thường bị lừa gạt tài lộc trên phương diện tài lộc những quyết định vội vã thiếu chính xác có thể đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của tốt nhất trước khi làm việc gì bạn cũng cần suy tính kỹ càng chớ nên đưa ra sự lựa chọn dựa vào cảm xúc nhất thời trong cả việc đầu tư chi tiêu hay cho vay mượn tình duyên chuyện tình cảm cũng không suôn sẻ hơn bởi dù bạn được nhiều đối tượng tiếp cận nhưng đối phương chưa chắc đã chân thành bạn nên tỉnh táo hơn trong cách nhìn người không nên để những lời ngon ngọt của đối phương lừa gạt. Hai, tuổi sửu tháng 11 năm 2024 có thể thấy rằng tháng 11 này là khoảng thời gian khá yên bình và suôn sẻ đối với người tuổi sửu. Bản mệnh nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với gia đình nên mọi việc đâu vào đấy, không có nhiều điều cần lo sự nghiệp dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp con giáp này ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc nên lúc nào cũng cần cù chăm chỉ cố gắng hết mình bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến tài lộc với người làm kinh tế bản mệnh giữ chữ tín nên được khách hàng tin tưởng và quay trở lại ủng hộ nhiều lần dù có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút xong bạn dần tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường. Không còn quá lo lắng đến chuyện đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Tình duyên, trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể được gặp gỡ một vài đối tượng triển vọng. Quan trọng là bạn phải cởi mở hơn để kéo gần khoảng cách với đối phương. Với người có đôi có cặp, bạn luôn chăm lo cho gia đình nửa kia và con cái luôn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của bạn. Ba, tuổi dần tháng 11 năm 2024 xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi dần thấy rằng bản mệnh sẽ có một tháng khá may mắn khi được nhiều cát tinh hỗ trợ bản mệnh chỉ cần phát huy được thế mạnh của mình luôn duy trì được tinh thần quyết tâm nhiệt huyết thì mọi chuyện sẽ đạt kết quả tốt đẹp sự nghiệp nhờ có nguyệt lệnh trường sinh soi chiếu bạn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo đưa ra được những quyết sách thông minh dẫn lối cho tập thể hơn nữa bạn là người vừa có tài vừa khiêm tốn nên đi đến đâu cũng có thể gây được thiện cảm cho mọi người Tài lộc Trên phương diện tài lộc, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nếu chịu sông pha, khai phá những lĩnh vực mới mẻ. Dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa, đừng ngại những chuyến đi xa công tác bởi nhờ có cát tinh nguyệt mã chiếu mệnh, bạn rất có thể quen biết được với quý nhân hoặc những mối làm ăn giá trị. Tình duyên Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc nhờ ngũ hành tương sinh tác động. Với người độc thân, bạn trở nên nổi bật nên dễ thu hút được ánh mắt của người khác giới. Với các cặp đôi, bạn và người ấy thấu hiểu nhau, là động lực của nhau trong cuộc sống. 4 tuổi mão tháng 11 năm 2024 xem bói tử vi thấy tháng 11 là khoảng thời gian có hung có cát đối với người tuổi mão. Bản mệnh nên thận trọng trong cách hành xử. Không thể làm theo ý mình trong mọi trường hợp, nếu không bạn sẽ rất dễ đẩy mình vào rắc rối. Sự nghiệp với người làm công ăn lương dưới tác động của cục diện tương hình. Bạn trở nên ngạo mạn và coi thường người khác thái độ này khiến bạn thường phớt lờ lời góp ý của mọi người làm việc theo ý mình và không ý thức được vấn đề của bản thân nếu không sớm thay đổi thì bạn sẽ lâm vào ngõ cụt tài lộc với người làm kinh tế bạn nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh nếu quá nóng vội bạn có thể không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn đến khi bắt tay vào làm rồi mới dễ thua lỗ hao hụt tiền của đặc biệt trong các lĩnh vực làm ăn mới bạn lại càng cần phải học hỏi nghe ngóng từ mọi người nhiều hơn tình duyên phương diện tình cảm lại là điểm sáng trong vận trình của bản mệnh nhờ có mộc dục tác động bạn quan tâm hơn đến vẻ ngoài của mình nên dễ tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác giới tháng này chuyện đến với một người nào đó sẽ không quá khó khăn với bạn Nam, tuổi thìn tháng 11 năm 2024 xem tử vi tháng 11 năm 2024 thấy rằng bước sang tháng mới, người tuổi thìn gặp khá nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã giao, vì vậy làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Sự nghiệp nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh làm việc hay học hành, thi cử gì cũng đạt được những kết quả khả quan. Bạn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân hoặc cấp trên, đối phương có thể dìu dắt hoặc giao cho bạn phụ trách những công việc quan trọng. Tài lộc. Với người làm kinh tế thì đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Đôi bên hãy thảo luận ký các điều khoản với nhau. Như vậy thì quá trình hợp tác sẽ suôn sẻ hơn, tài lộc có thể chảy về túi nhiều hơn dự kiến tình duyên tuy nhiên công việc bận rộn có thể khiến bạn có chút lơ là với gia đình mình hãy tìm cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống đừng quên dành thời gian để trò chuyện với người thân gắn kết mối quan hệ giữa mọi người dù gặp chuyện vui hay chuyện buồn thì cũng hãy chia sẻ với người nhà 6. Tuổi tỵ tháng 11 năm 2024 tỵ luôn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực trong khoảng thời gian này, nhờ vậy mà vận trình sự nghiệp cũng như tài lộc có những bước phát triển đáng kể. Bạn có thể hiện thực hóa được nhiều mục tiêu của mình. Sự nghiệp, trên phương diện sự nghiệp, bạn không ngại thử sức trong những lĩnh vực mới và khiêm tốn học hỏi từ mọi người xung quanh nhờ vậy mà bạn có những bước tiến bộ nhanh chóng thời điểm này bạn trở thành nhân tố nổi bật trong tập thể và có thể khẳng định được giá trị của bản thân tài lộc tình hình tài chính cũng có những bước nhảy vọt đáng mừng khi bạn luôn là người đi đầu trong các xu hướng làm ăn bạn thậm chí có thể tìm ra hướng đi mới cho mình khắc phục được những khúc mắc từ trước đó có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút nhưng đồng tiền sẽ chảy ào ào về túi tình duyên tiếc rằng phương diện tình cảm lại không như ý muốn khi bạn và người ấy có những quan điểm trái ngược với nhau khi cả hai đều đang nóng này thì nên hạn chế tranh cãi nếu không hai người có thể vô tình nói ra những lời gây tổn thương đến nhau 7. Tuổi ngọ tháng 11 năm 2024 tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi ngọ thấy rằng tháng này không phải khoảng thời gian may mắn đối với người tuổi ngọ, song cũng không phải chỉ toàn những điều xui xẻo. Quan trọng là bạn phải có cách hành xử phù hợp trong những tình huống khác nhau thì mới có thể gặp hung hóa cát. Sự nghiệp dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương xung. Bạn thường xuyên nóng nảy nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng cực đoan nên dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh một khi bạn đã không kiềm chế được cảm xúc của mình thì rất dễ chuyện bé xé ra to phức tạp hóa vấn đề tài lộc tình hình tài chính cũng không khá khẩm hơn khi có hung tinh đại hao soi chiếu tốt nhất khoảng thời gian này bạn nên hạn chế đầu tư hoặc mua sắm cần dùng số tiền lớn làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng nếu có tiền thì tốt nhất nên giữ trong tay không nên quyết định vội vàng tình duyên chuyện tình cảm cũng không mấy êm đềm khi quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt thậm chí kẻ thứ ba sẽ xuất hiện tìm cơ hội chen chân nếu còn quý trọng những gì mình đang có thì vợ chồng cần trò chuyện để tháo gỡ các khúc mắc đồng thời giữ khoảng cách với người khác tỉnh táo khi đứng trước cam dỗ. 8. tuổi mùi tháng 11 năm 2024 tử vi hàng tháng chính xác tháng 11 này có thể nói là một khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với người tuổi mùi, khi nhiều phương diện cuộc sống đều không được như ý. Bạn phải gồng mình để cố gắng vượt qua sự nghiệp trên phương diện sự nghiệp dưới tác động của cục diện tương hại bản mệnh thường hành xử nóng này cực đoan nên dễ đắc tội với mọi người xung quanh thậm chí trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân nếu mắc lỗi trong thời điểm này bạn dễ bị kẻ xấu chuyện bé xé ra to tốn nhiều công sức để giải quyết tài lộc Phương diện tài lộc cũng chẳng khá khẩm hơn do chịu thêm ảnh hưởng của hung tinh tiểu hao. Con giáp này đã làm ăn khó khăn lại còn phải liên tục chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu. Cả tháng, lúc nào bạn cũng cảm thấy mình ở hoàn cảnh cháy túi. Tình duyên. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Mùi âm lịch thấy chuyện tình cảm cũng đem tới cho bản mệnh nhiều nỗi buồn. Bạn thường chút những áp lực căng thẳng mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu người thân, khiến bầu không khí gia đình cũng không lấy gì làm vui vẻ. Bạn đang tự tách mình ra với mọi người. 9 tuổi thân tháng 11 năm 2024 nhìn chung Người tuổi thân sẽ có một tháng 11 khá may mắn khi mọi việc đều có bước tiến triển mới. Công sức bạn bỏ ra sẽ được công nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Sự nghiệp, nhờ có tam hợp chiếu mệnh, con giáp này duy trì được đầu óc minh mẫn, tỉnh táo nên đưa ra được những quyết định chính xác. Bạn cũng biết học hỏi từ sai lầm trong quá khứ của bản thân và từ mọi người xung quanh nên tiến bộ nhanh chóng. Tài lộc phương diện tài lộc cũng có những tiến triển nhất định khi công việc làm ăn kinh doanh dần vào guồng bạn cũng là người nhanh nhạy biến thích ứng với thị trường và nhanh chóng nắm bắt các thời cơ nên đồng tiền chảy vào túi cũng dư giả hơn so với người khác tình duyên chuyện tình cảm đem tới cho bạn nhiều tin vui người độc thân trở nên nổi bật trong tập thể nên nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của người khác giới với người có đôi có cặp, bạn nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người ấy trong mọi quyết định của mình. 10. tuổi dậu tháng 11 năm 2024 tháng 11 này là khoảng thời gian tốt xấu đan xen, vui buồn lẫn lộn đối với người tuổi dậu khuyên bạn nên giữ tinh thần lạc quan tích cực khi đối diện với mọi vấn đề chuyện nào cũng sẽ có hướng giải quyết của nó sự nghiệp trên phương diện sự nghiệp cục diện tương phá đem tới nhiều tác động tiêu cực cho bản mệnh nội bộ lục đục cạnh tranh đầu đá ngầm diễn ra liên tiếp khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi thậm chí dù bạn chỉ tập trung để làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì cũng khó có thể thoát khỏi vòng xoáy thị phi. Tài lộc, tình hình tài chính cũng không khá khẩm hơn khi các kế hoạch làm ăn kinh doanh của bạn liên tiếp gặp phải những rắc rối khó lường. Bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá lại những việc đã và đang làm, bạn còn cần đề phòng đối thủ cạnh tranh chơi xấu, trực chờ lúc bạn sơ hở để tấn công tình duyên chuyện tình cảm là điểm sáng duy nhất trong vận trình của bản mệnh tháng này bạn luôn nhận được sự quan tâm cổ vũ của người thân vì vậy nếu gặp khó khăn gì thì đừng giữ trong lòng hãy tâm sự với người nhà để cảm thấy nhẹ nhõm hơn có thể họ là người ngoài cuộc sẽ nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích 11 tuổi tuất, tháng 11 năm 2024 người tuổi tuất sẽ phải trải qua một tháng nhiều khó khăn và khúc mắc. Nếu bạn không thể tự khích lệ mình cố gắng vươn lên thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Công sức trước đó đổ sông đổ bể. Sự nghiệp do có Nguyệt lệnh Lâm Mộ cũng như Hung tinh Thiên Nguyệt tác động, công việc của bản mệnh dễ gặp khúc mắc giữa chừng thậm chí ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Cách hành xử chưa đúng mực của bạn cũng khiến các mối quan hệ xã giao tệ đi, bạn vô tình đắc tội với người khác. Tài lộc, chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có khởi sắc tích cực. Thời điểm hiện tại, tốt nhất bạn chỉ nên tiếp tục các dự án còn giang dở. Chớ vội vàng bắt tay vào dự án mới kẻo nguy cơ tốn tiền hao của thường trực. Nếu có thời gian rảnh, tốt nhất bạn nên bổ sung kiến thức và kỹ năng cho mình tình duyên phương diện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn khi bạn và người ấy ngày càng lạnh nhạt cho dù ở cùng nhau cũng chẳng muốn nói cùng nhau lấy một lời nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù hai người không mâu thuẫn cãi cỏ quan hệ đôi bên cũng dần đi tới bờ vực 12 tuổi hợi tháng 11 năm 2024 cơ hội và nguy cơ đều tiềm tàng trong vận trình của người tuổi hợi trong tháng này, vì vậy bạn làm gì cũng phải thận trọng. Biết mình biết ta thì mới gặt hái được những thành quả mình mong đợi. Sự nghiệp, trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện tam hồi. Bản mệnh dễ lọt vào mắt xanh của quý nhân nhờ biết thể hiện khả năng của mình đúng lúc đúng chỗ đối phương sẽ đem tới nhiều sự trợ giúp hữu ích thậm chí giúp bạn chạm tay vào cơ hội thăng tiến tài lộc phương diện tài lộc đang có những bước tiến khả quan bạn mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình nên buôn bán hợp tác gì cũng trở nên thuận lợi hơn tuy nhiên xung quanh bạn vẫn không thiếu những đối thủ cạnh tranh ghen ghét tìm cách bon chen giành giật tình duyên phương diện tình cảm có thái dương và thiên diêu chiếu mệnh bạn thường nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều đối tượng đây có thể là cơ hội tốt đối với người độc thân song người đã có đôi có cặp cần phải thận trọng giữ mình